Xin chào mọi người. Rất nhiều người khi mà con chó nó ăn đấy là chúng ta sờ vào nó sẽ gừ. Khi chúng ta lại gần con chó nó gừ hoặc là gì, hoặc là khi mà chúng ta đặt cái bát ăn, chúng ta lại gần nó không gừ nhưng mà chúng ta mà nhìn chằm chằm vào cái bát ăn của nó là có thể nó gừ, hoặc là thò tay vào là có thể nó gừ, có thể nó đập tay chúng ta ngay. Và thấy như thế thì rất là hoang mang và cũng có hỏi mình. Thì tiện là cái video ngày hôm nay thú ăn là hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách xử lý. Nào, siro ra đây xem nào. Đây phần ăn là hạt ngâm sẵn rồi, chili cho vào từ trước rồi. Chứ không thì mọi người lại bảo là cứ hướng dẫn chili mà không cho nhé. Có cái canxi này là cho sau thôi. Canxi thì cái lọ cũ nó bị hết rồi, hôm nay là dùng lọ mới rồi. Từ chờ siro ra bạn ra chỗ. Đây, Yumi này. Lùi lại. Đấy, còn một Yumi đây. Phần của con Masi đây. Ok. Pila nhảy xuống bên dưới đi. Pila với siro hôm nay hai phần như nhau. Đây siro đây. Pila xuống đây. Ok. Masi quay mông lại. Đó, thì nói chuyện với mọi người một chút về cái việc làm sao để mà chúng ta sẽ khi chúng ta tiếp xúc là con chó nó sẽ không gừ. Đây giả sử như mình nha, là đây là cái việc đầu tiên, nếu mà mọi người cho con chó ăn là mọi người nên đứng, nên ngồi ngay gần sát nó và cho nó ăn. Mọi người có thể thực hiện cái thao tác như thế này. Đó, mọi người thấy cầm ra không? Đi ra đây. Đấy, vòng một vòng. Rồi, ok. Này, tay nhá. Khoan, lui. Rồi, thấy không? Một ấy là mọi người có thể cầm cái bát ăn cho chúng nó ăn, nhưng mọi người tay vẫn cầm vào bát. Bất kỳ một cái gì, đồ ăn, đồ gì này kia. Nhưng cái cách mà chúng ta sửa cho chúng nó nhanh nhất ấy, thì chúng ta cầm luôn cái bát đồ ăn để chúng ta để bên cạnh và chúng ta ngồi bên cạnh luôn, gọi nó ra nó ăn và chúng ta ngồi bên cạnh luôn. Thì chỉ sau khoảng tầm 3 bữa thôi là mọi người để bát đồ ăn vào đấy cho nó, rồi mọi người đi ra chỗ khác tí mọi người quay lại nó sẽ không gừ mọi người nữa, chỉ cần 3 bữa thôi chứ không cần nhiều. Còn nếu mà cái con nào ấy sau 3 bữa mà nó vẫn gừ theo cái kiểu như vậy ấy, thì mọi người lại phải thực hiện lại cái việc là ngồi gần nó. Thực ra một cái bữa ăn của con chó nó rất là nhanh, nó chỉ vài phút thôi, 2-4 phút thì chứ nó không có lâu. Thì mọi người có thể dành ra một cái bữa ăn cho con chó nó ăn, mọi người dành ra 2-4 phút mọi người ngồi cạnh sát sạch với nó, tay cầm vào cái bát ăn của nó và thỉnh thoảng nhấc ra. Thỉnh thoảng là chúng ta có thể nhấc ra, chúng ta đặt vào, chúng ta quát không từ từ và chúng ta nhấc ra, rồi chúng ta có thể thò tay làm động tác giả, chúng ta chỉnh lại cái đồ ăn. Chủ có quyền quyết định mọi thứ của nó, có việc có quyền là cho nó đồ ăn hay là tịch thu cái đồ ăn của nó. Đó là nó theo kiểu vậy, thì con chó nó sẽ hiểu được. Cái đây rất đơn giản thôi, 3 bữa này nhá, mình nhắc lại nhá. Mọi người chỉ cần cầm cái bát này, mọi người cho nó ăn này, bát này nó có đồ ăn này là nó sẽ ăn và tay mọi người vẫn cầm. Thì khi ấy là con chó nó sẽ hiểu là cái bát này là cái bát của chúng ta. Chứ còn cái bát của chúng ta mà chúng ta nhấc ra, chúng ta nhấc vào là đấy là chúng ta, quyền của chúng ta. Còn nếu mà mọi người xem cái tình trạng nó gừ là bởi vì sao? Bởi vì là mọi người cái kiểu mà cho ăn của mọi người là từ trước là mọi người đều là theo kiểu là để cho một là mọi người để cho con chó nó sủa nó đòi. Khi mọi người cầm đồ ăn ra là con chó nó sủa ầm ầm nên thực ra đấy nó sủa đòi, cái đấy là hư. Là chúng ta phải nắm, tức là tí mình sẽ nói. Nhưng mà một nếu mọi người để ý những con mà nó gầm gừ theo cái kiểu như thế thì cái đặc điểm của chúng nó là gì? Khi mà chúng ta cầm đồ ăn lên chúng nó thì chúng nó sủa loạn lên, là chúng nó sủa, chúng nó đòi đồ ăn, tức là gì, chúng nó coi cái việc chúng ta cho nó đồ ăn như là cái trách nhiệm của chúng ta phải phục vụ nó. Cái đấy là cái hư của cái con chó, chúng ta phải sửa. Muốn có con chó ngoan thì chúng ta phải sửa. Và những cái con như thế thì nó rất hay cái theo cái kiểu là nó gầm gừ và nó không cho người lạ gần, nó không cho chủ lại gần, còn người lạ thì đương nhiên nó không cho rồi. Nó không cho chủ lại gần khi mà nó đang ăn, lại gần mà lém phém là có thể nó sẽ bụp chúng ta luôn. Đó là cái là bởi vì là chúng ta đang thì để cho chúng nó bị sai, nó hiểu sai vấn đề,
nó hiểu là cái việc là chúng ta là chủ của chúng ta cho nó ăn là cái trách nhiệm của chúng ta. Đấy là cái với những cái con chó như thế là chúng ta phải sửa. Muốn có con chó ngoan thì chúng ta phải dạy. Nó đã có mắc cái lỗi rồi thì chúng ta phải sửa. Đó và cái cách sửa rất đơn giản đấy, cứ cầm ở trên tay giữ nguyên ở trong cái bát đồ ăn đó. Hoặc là với những cái con mà nó nhao vào nó ăn thì mọi người có thể sửa cái kỷ luật ăn cho nó luôn, sửa bằng cái kỷ luật ăn là bằng cái cách là không bảo nó ăn thì không, thì nó không được phép ăn, thì cứ một tay cầm bát này đặt ở bên cạnh đấy, nhưng nó cứ nhao vào thì tay còn lại gạt nó ra, cứ nhao vào thì tay còn lại gạt nó ra và quát không, thì vài lần như thế nó sẽ biết là nhao vào cũng có không có được ăn thì nó sẽ không nhao vào nữa. Và vài lần như thế thì nó sẽ tự hiểu được vấn đề, con chó nó học nhanh lắm, qua 3-4 lần thôi là nó học được rồi, con nào chậm thì qua 7-8 lần là nó sẽ học được những cái đấy. Cái việc làm vô nghĩa là nó không làm đâu. Còn bình thường nó nhao vào là chúng ta cho nó ăn luôn, thành ra là nó sẽ hiểu là nhao vào đòi thì sẽ được ăn luôn. Nhưng nếu mà chúng ta gạt ra, kể cả là những con chó ta, khi mà mình nuôi những con chó ta là dù là mình cho nó ăn nó cũng tuân thủ như là mấy con giống chó thông minh như là rốt này, là gì, chúng nó cứ nhao vào chúng ta gạt ra và quát không, bởi vì chúng ta chưa muốn cho nó ăn. Và cái đấy là chúng ta phải dứt khoát là thực sự chúng ta chưa muốn cho nó ăn, quát không, nhao vào gạt ra, nhao vào gạt ra, khi ấy thì không có con chó nào nó cắn chúng ta cả, mà nó đang còn đang muốn trực nó nhăm nhe vào cái bát đồ ăn thôi. Nhưng mà đấy là trong cái trường hợp như thế là chúng ta sẽ phải chỉnh cái kỷ luật cho chúng nó là gì, nó cứ nhao vào chúng ta gạt ra và quát không. Và đến khi nào ấy mà các con chó nó không nhao vào nữa, quát không dứt khoát và có thể quát rất là to, khi nào nó không nhao vào nữa thì bảo ok, vậy thì lại đưa cho nó ăn nhá. Để vài lần như thế nó sẽ hiểu là gì, nó đòi thì không được nhưng chúng ta sẽ cho nó ăn, nhưng không phải là vì nó đòi cho nên nó được ăn, mà khi nào nó không đòi nó mới được ăn, thì tức là nó không đòi tức là nó ngoan thì nó được ăn. Thì đấy chính là cái mà dạy nó về cái kỷ luật, là tại sao các con chó của mình không cần phải đánh, không cần phải gì đâu, chỉ cần làm như thế thôi, lao vào thì gạt nó ra và không cho nó ăn, và ăn theo, cho chúng nó ăn theo ý muốn của chúng ta chứ không phải là theo ý muốn của nó, theo cái đòi hỏi của nó, chúng ta không chiều cái đòi hỏi của nó mà chúng ta theo cái lịch trình của chúng ta đó. Thì chính là vì như thế cho nên là cái đồ ăn mình có để ra giữa nhà, mình có để đấy, mình đi ra ngoài mình rửa tay hay mình làm cái gì, nếu mình chưa cho ăn thì cái đồ ăn vẫn y nguyên như thế đó. Ok, đó là cái chia sẻ về cái việc là làm sao để mà chữa cái con chó nó khi mà nó ăn mà chúng ta thò tay vào nó sẽ gừ dọa chúng ta. Thì cái đơn giản nhất đó là cầm vào cái bát ăn của nó và nhấc ra nhấc vào, thì khi đấy nó sẽ không gừ chúng ta đâu, vài lần như thế là nó sẽ chữa được. Còn cái gì mà mọi người mà có cái gì mà thắc mắc trong cái lúc nuôi chó mà không biết giải quyết như thế nào thì mọi người cứ để lại bình luận nhé ở dưới các video. Thì mình thấy có cái vấn đề gì mà nó thực tế và nhiều người có cái thắc mắc ấy thì mình sẽ có cái video để mình hướng dẫn mọi người chia sẻ những cái mà mình làm mình biết thôi, chứ cũng không phải là nói cái gì lý thuyết gì cao siêu cả. Những cái đấy là những cái hết sức bình thường mà ai cũng làm được. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Rồi, ngồi yên đấy nhá, để nó quay một đoạn 3 bước, ngồi yên đấy. Ngồi yên đấy, không có di chuyển đâu. Để chỉnh quay cho nó xinh gái nào, từ hôm mua cái máy quay này chưa có quay 3 đứa nào. Không, Pila không nằm xuống, ngồi cơ mà. Ngồi nào. Máy đang quay này. Nào, tươi nào. Tươi. Tươi thế nào, hay. Sao mặt con nào cũng đần thối ra kia. Toàn idol ngại lên TV à? Hả?